Trần Tuấn Việt, sinh năm 1983 tại Vinh, Nghệ An. Chú hay chụp ảnh về phong cảnh Việt Nam. Năm 2007, chú bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh và chú nổi tiếng nhờ những tấm ảnh bìa tạp chí, sách ảnh National Geographic. Chú hay chụp ảnh với góc chụp nào? Vì sao chú lại chọn góc chụp đó? Tùy tính chất của bức ảnh và câu chuyện cần truyền tải mà chú chọn góc chụp tương ứng. Có thể góc chụp từ trên cao để bao quát toàn bộ khung hình. Có thể là góc chụp cận đặc, tả chủ thể. Trong sự nghiệp đến với nghệ thuật nhiếp ảnh, chú có gặp những khó khăn chắc trở gì hay không? Khó khăn nhất đối với chú khi thực hành nhiếp ảnh là thời gian. Để chụp những bức ảnh hay cần nhiều thời gian và tâm huyết, có thể là 1, 2 hay 3 lần, cũng chưa có những bức ảnh hài lòng và truyền tải được hết câu chuyện. Chú có nhận định như thế nào về cơ hội nghề nghiệp cho những bạn trẻ tại Việt Nam muốn theo đuổi con đường nhiếp ảnh không? Hãy đam mê và cống hiến, lựa chọn chính xác nghề nghiệp mà mình yêu thích. Nếu được làm việc và sống bằng đam mê, thì lao động sẽ là niềm vui thay vì là mục đích. Trong những tấm ảnh mà chú đã chụp, có tấm nào là đằng sau nó là cả một câu chuyện chú ấn tượng, khó có thể quên được không? Nhiều lắm. Mỗi bức ảnh của chú đều kể về một câu chuyện. Đó là câu chuyện tích cực về tình mẫu tử của người mẹ hơn 90 tuổi sống cùng con trai hơn 60 tuổi bị câm điếc bẩm sinh, về một người vợ chèo thuyền phục vụ khách du lịch để nuôi chồng bị bệnh tim, về một người cựu chiến binh chỉ có một cánh tay nhưng vẫn hàng đêm lao động để kiếm tiền nuôi gia đình của mình, về nghị lực của một cô gái đang chiến đấu với căn bệnh ung thư luôn nở nụ cười và truyền cảm hứng cho mọi người. Từ những câu chuyện ảnh đó, chú mong mọi người tìm được niềm vui và sự tích cực khi đọc, khi xem. Giải thưởng không làm thước đo của một nhiếp ảnh gia. Hãy làm những thứ mình muốn, chụp những thứ mình thích, chia sẻ những niềm vui và điều tích cực đến với mọi người. Tấm ảnh làm hương được National Geographic đăng và từ đó giúp cho nhiều người biết đến nền văn hóa đất nước Việt. Việt Nam, một trong những đất nước Đông Nam Á, là nền móng cho đạo Phật nguyên thủy, nén hương, một vật không thể thiếu trong Phật giáo, biết đến qua ba nén hương tượng trưng cho tam giới. Vì nhóm, tác phẩm làm hương thể hiện được văn hóa, được du nhập từ nước ngoài mà người Việt đã biến hóa nó, làm sao cho gần gũi với dân tộc Việt. Đây cũng là một tấm ảnh đẹp, giản dị, khi tác giả chỉ chụp lại những thứ gần gũi với mình như ở đạo Phật. Nghệ thuật nhiếp ảnh không phải là chỉ cầm chiếc máy ảnh lên và chụp, mà nó còn là một ô cửa sổ nhỏ giúp chúng ta nhìn lại những khoảnh khắc, những giây phút vui, buồn, những câu chuyện trong quá khứ. Hãy trân trọng những bức ảnh đó, vì đó là nơi lưu giữ những ký ức, những hình ảnh trong quá khứ mà bạn không thể nào mà quay lại.